Em Hảo xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của ITP. Thì hôm nay là một ngày vô cùng là đặc biệt và rất là quan trọng với anh chị. Thì em sẽ lên video để cập nhật với anh chị đó về kịch bản của chỉ số VN-Index cũng như là một vài dòng cổ phiếu mà chúng ta cực kỳ phải theo dõi cẩn trọng trong cái phiên giao dịch ngày mai. Đó chính là ngày 26 tháng 10 anh chị nha. Đây thì hôm nay về mặt thị trường đâu đấy anh chị nhìn qua thấy rằng cái dòng tiền giảm, mặc dù số lượng mã giảm chỉ khoảng 274 mã thôi nhưng mà cái dòng tiền giảm là khá là lớn. Và một điều đấy là về chỉ số VN Index thì đâu đấy anh chị thấy rằng là thanh khoản giai đoạn gần đây là cũng khá là thấp thôi, đâu đấy chỉ loanh quanh tầm 10-15 nghìn tỷ. Thì đây là một cái mức thanh khoản nó tụt giảm khá là nhiều so với lại cái giai đoạn trước là cứ tầm hơn 20-30 nghìn tỷ. Thế thì anh chị thấy được cái sự khác nhau rồi nhá. Có nhà đầu tư nói rằng là ở đáy thì đương nhiên là sẽ phải vôn thấp rồi. Thì đúng là như thế nhưng anh chị, nhưng mà đến cứ vôn thấp ấy là nó vẫn còn có thể rơi. Và nó sẽ đến bao giờ mà nhà đầu tư người ta cảm thấy chấp nhận được cái mức giá đấy là ok, là rẻ rồi thì người ta mới tham gia anh chị ha. Đâu đấy thì về mặt VN Index anh chị ha, hôm nay là em có đánh dấu một cái cọc này cho anh chị này. Tức là trong phiên thì em ngày nào cũng phải theo dõi thôi anh chị, không có lúc nào là rời bỏ bảng điện hết. Thì anh chị thấy đúng từ cái thời điểm này là cái thời điểm mà em đặt cái cột mốc này tại đây thì nó là cái vùng 1110 và nó sẽ có cái rung lắc khá là mạnh tại đây. Và theo hướng đấy là điều chỉnh, việc mà nhận định rằng là hôm nay điều chỉnh đấy là quan điểm cá nhân, nhưng mà chúng ta sẽ theo dõi diễn biến thực tế trên thị trường và cuối cùng là nó cũng đi theo như thế, thật là nó hút về khách sạn anh chị nhá. Thế thì với cái trường hợp mà VN ấy bây giờ nó đang như thế này thì anh chị thấy không ạ, bây giờ sẽ có hai cái kịch bản rất là quan trọng đối với VN Index và nó đa phần các cổ phiếu ngày mai cũng sẽ đi theo như vậy. Đây thì anh chị thấy rằng là những cái khung giờ hôm nay giảm đây thì là giảm rồi anh chị nhá. Để em mở trong cái khung đồ thị 15 phút và ngày mai thì anh chị có thể theo dõi cho em. Đây, đầu tiên, kịch bản đầu tiên đó chính là chúng ta có một cái vùng eo mây mỏng ở đây, đó chính là quanh cái vùng 1098. Thế thì nếu như ngày mai mà thủng khỏi cái mốc 1098 này anh chị này, thủng khỏi cái vùng eo mây mỏng này thì là khả năng là thị trường sẽ đi bụi nha, sẽ đi lại đáy cũ 1080. Và khi mà đã về lại đáy cũ ấy thì lần này 1080 nó sẽ lại không còn giá trị nữa. Chỉ có anh chị nhà đầu tư nào mà tuần trước bắt được một lần thì anh chị sẽ chốt được thôi. Chứ còn lần thứ hai anh chị bắt đúng tại 1080 thì em nói thật là chưa chắc đâu. Thế đấy là trong cái trường hợp mà nó lọt qua cái eo này anh chị nhá, ngay trong ngày mai thôi. Còn trong trường hợp tích cực hơn thì nó sẽ cân bằng được trong phiên buổi sáng này. Sau đấy là hút theo khách sạn anh chị nha. Khách sạn đây ngay từ khoảng 10 giờ 15 là đã bắt đầu mở khách sạn rồi thì sẽ hút lên đây. Và vượt lại, lên lại đỉnh này, có thể là rung lắc điều chỉnh tại cái vùng 1110 này một chút nữa. Nhưng mà sau đấy là sẽ đi lên trở lại và mục tiêu của chúng ta nhịp hồi phục này là lên vùng 1130 anh chị nha. Đấy, thì đây là hai cái kịch bản mà anh chị có thể theo dõi. Một, đấy là ngay ngày mai, buổi sáng, thị trường không giữ được bộ đôi VIX Vinhome ngày hôm nay không có kéo trụ nữa và thị trường giảm điểm mạnh thì lúc đấy là anh chị cứ xác định tinh thần là kiểu gì cũng về test lại đáy đấy. Và test lại đáy lần này thì sẽ không phải thò tay ra bắt được ngay như lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên về 1080 thì ok anh chị, lúc đấy là còn có tự tin là phân kỳ với lại hỗ trợ khung tuần thì anh chị bắt. Anh chị nhớ giúp em nha, nếu mà về lần thứ hai thì anh chị không được tham lam ngay mà anh chị phải từ từ chờ đợi các cái tín hiệu này. Rồi, trong kịch bản tươi sáng nhất đi theo được khách sạn anh chị ha, là đến 10 giờ 15 là vẫn phải giữ được ở vùng giá trên 1100, sau đấy là hút lên về lại 1110, rung lắc tại đây một lần nữa và đi lên trở lại 1130. Đấy, đây là cái kịch bản tươi sáng nhất anh chị ha, chúng ta hy vọng rằng là kéo lên 1130 này thì sẽ là cái vùng mà rất nhiều nhà đầu tư FOMO hoặc là những nhà đầu tư mà thứ 6 tuần trước chưa bắt được tí đáy nào thì người ta cảm thấy sốt ruột và thị trường tăng không mua được cổ phiếu nào ấy thì có thể lúc đấy là người ta FOMO vào và đu vào vùng giá cao thì là thời điểm mà anh chị bắt đáy, anh chị bán ra với cái giá tốt nhất, lợi nhuận đâu đấy khoảng hơn 10% trong vòng 1-2 tuần là tuyệt vời anh chị nha. Cái mức lợi nhuận như thế em chia sẻ với anh chị là tuyệt vời và anh chị phải trân trọng nó, bởi vì thực tế là thị trường chứng khoán này nó không hề đơn giản đâu anh chị. Để mà các cái nhịp bắt đáy như này ấy là phải rất là đắn đo cũng như là quan sát kỹ. Còn đây anh chị nhìn hôm nay trên thị trường nha, thì đâu đấy xét về mặt tác động tới chỉ số VN Index của chúng ta là VIX kéo tăng 1,1 điểm này, Vinhome kéo tăng 0,32 điểm. Ở chiều ngược lại thì các mã banh BID, Vinamilk, CTG, FPT, Mansan, Vietcombank, DCM là ở chiều giảm.
Thế thì thả ra nếu như không có cái bộ đôi VIX Vinhome giữ cho thị trường xanh từ sáng đến chiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều anh chị nhá. Thị trường có khi là không chỉ giảm về từ sau 2 giờ chiều này đâu mà có thể là nó tạo ra một cái áp lực và nó bán ngay từ đầu phiên. Thì em sẽ cập nhật chi tiết hơn với anh chị nhà đầu tư về một cái ngành mà hôm nay có diễn biến khá là gọi là khá là tiêu cực đấy anh chị. Đấy chính là ngành phân bón. Thì đâu đấy phân bón không phải tới ngày hôm nay nó mới giảm anh chị ha. Nó đã có những cái tín hiệu giảm và gãy cái trend này từ đâu đấy là từ ngày 17 tháng 10, ngày đầu giữa tháng 10 rồi anh chị ha. Trước cả khi thị trường tạo đáy. Thị trường tạo đáy thì những cổ phiếu này lại rơi thêm. Thì anh chị thấy là chúng ta bắt đáy không phải là nhắm mắt bắt cổ phiếu nào cũng có ăn đâu. Đây là những cái trường hợp mà cổ phiếu nó rơi bù và rơi sau thì anh chị phải chú ý cho em nhé. Cái trường hợp mà gãy cản chéo xong phi xuống này anh chị có nhớ lại em có một cái video hướng dẫn anh chị đặt lệnh điều kiện ấy, nó giống với cái cổ phiếu nào không anh chị? Đấy nó giống với cổ phiếu là DIG đấy anh chị. Đây em sẽ mở lại trong cái khung đồ thị này anh chị mà nhớ xem có đúng là cái giai đoạn đấy em có cái đường vẽ chéo như vậy và cuối cùng là DIG nó lụng qua vùng 25 là nó sẽ đi rất là sâu. Đấy. Đấy, anh chị thấy không ạ? Một khi mà nó đã lủng khỏi cái đường chéo này này là nó không giữ được trend tăng nữa và đã không giữ được trend tăng thì sau đấy dù nó có hồi phục ấy thì các anh chị cũng không quan trọng, không nhất thiết phải ăn những cái nhịp nó hồi phục như này, tùy vào phong cách nhé. Bắt thì có thể là anh chị bắt được từ 23.6 này lên đến 25.6 được hai giá, là một nhà đầu tư vừa bắt đủ giá này vừa bắt đủ T thì mới có thể chốt lời được. Còn lại không á, nó dí về tận 18 thì anh chị thấy dã man không? Từ vùng bắt 23 mà nó về 18 là cũng cực kỳ áp lực rồi đấy, và khoản lỗ nó không đạt tiêu chí trong chiều tăng của mình thì thôi nhỉ ha. Rồi đấy thì với trường hợp cổ phiếu DCM bây giờ thì nó mới gãy chen thôi và chúng ta có một cái hỗ trợ đầu tiên đấy là vùng giá 29.4. Thì tại vùng này anh chị nhá, điều kiện để mà có thể tham gia đấy là nó phải dừng chân lại tại đây, mà khi nó dừng chân tức là sao anh chị, nó về đến đây nó phải có một cây nến xanh lại cân bằng lại được thì lúc đấy mới tham gia, chứ không phải là bây giờ cho anh chị cái mức giá đó và cứ thế về đến đấy nhắm mắt nhắm mũi thế là tham gia đâu anh chị. Anh chị còn phải nhìn vào cái lực bán cũng như là xu hướng chung của toàn thị trường nữa anh chị ha. Đó chính là lý do vì sao phải đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư trong tất cả các phiên giao dịch, tất cả các khung giờ. Bây giờ nó diễn biến khi nào thì cập nhật ngay lúc đấy, chứ chúng ta không thể bắt buộc thị trường đi theo ý của mình được anh chị ha. DCM này. Rồi có cổ phiếu nữa DPM, thì DPM nó bắt đầu thủng cả luôn cái MA200 này, mở band đi xuống này rồi thì bây giờ về đến M200 chúng ta kỳ vọng là nó dừng chân lại đấy, nếu như nó dừng chân lại được thì sẽ có một cái điểm mua. Thế nhưng mà bây giờ tín hiệu của nó đang không dừng chân lại được thì chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi thôi nha. Có một vài những cổ phiếu mà nó có quét qua nữa thì tùy tính cách của cổ phiếu thôi. Đây có trường hợp cổ phiếu sale anh chị nhờ tôi có nhớ không? Sale thì nó về những cái vùng mà anh chị có thể bắt này. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày bán cuối cùng đối với anh chị nào mà trading sell trên sàn rồi, bởi vì ngày mai có một lượng hàng lớn giá 10.000 về thì cái áp lực bán bây giờ mua 10.000 mà giá trên sàn là hơn 20.000 thì cái lợi nhuận khá là lớn, chắc chắn là nhà đầu tư người ta sẽ cắt, người ta sẽ chốt lời, chả làm gì mà 2 3 tháng cũng đâu đấy cũng được cả hơn 100% anh chị nha, rất là tuyệt vời đấy. Thì giai đoạn tới đây có một số những cổ phiếu mà nó phát hành quyền mua ấy, thì anh chị nào đầu tư nào mà yêu thích thì anh chị cũng có thể cân nhắc tham gia. Không chỉ dòng phân bón anh chị, bây giờ sẽ có một cái dòng này nó mà nói đến cái từ lụng đáy như cái thumbnail em để anh chị là cực kỳ nguy hiểm. Đấy chính là dòng chứng khoán. Tại vì sao lại nói với anh chị là dòng chứng khoán thì cực kỳ nguy hiểm? Đây anh chị nhìn trên mặt đồ thị này anh chị sẽ thấy tại sao không dám tư vấn cho anh chị đầu tư là trung bình hay là gia tăng gì với cái dòng chứng khoán này. Ngay trên đầu của nó thì là cạn dao găm, nhưng mà hỗ trợ của nó thì ở rất xa phía dưới. Và một điều đặc biệt hơn đó chính là dòng chứng khoán nó tạo thành cái mô hình phân phối đỉnh. Đấy, thế thì trong cái xu hướng giảm như này thì nó sẽ không đạt. Chúng ta chỉ kỳ vọng đâu đấy rằng là thị trường bây giờ tạo đáy thì dòng chứng khoán cũng có thể là hồi phục đầu tiên, hoặc là dòng chứng khoán tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa cho trên thị trường anh chị ha. Nhưng mà hôm ngày ngày 10 ngày 20 tháng 10 anh chị ha, là ngày mà thị trường tạo đáy đấy, thì không phải tất cả các cổ phiếu chứng khoán trên thị trường đều kéo tím được nữa. Thế anh chị thấy được cái sự FOMO đối với dòng chứng khoán này nó cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi nhá. Với đặc biệt là lý do bởi vì những cổ phiếu chứng khoán này anh chị hình dung nha, nó tăng quá là nhiều như này rồi, tăng từ cái đáy giá đâu đấy 11.000 bây giờ lên 39.000, tức là người ta nhân gần 4 lần anh chị, gần 4 lần nhân tài khoản chỉ trong vòng có từ đầu năm đến nay. Thì anh chị hình dung là giá bao nhiêu người ta mới chấp nhận mua lại, chứ không phải là
không phải là cứ giảm là anh chị bắt, giảm là anh chị bắt đâu ha. Đây anh chị nhìn cho em nhá, cái vùng cầu tại cái vùng này này đang rất là thấp. Mà một khi cầu nó thấp tại đây thì việc nó lủng qua cũng dễ thôi. Y như sáng hôm nay livestream với anh chị đấy, ngay đầu phiên live luôn là em đã cập nhật với anh chị rồi. Đấy là cổ phiếu ví dụ như DCM này, là nó khả năng nó không giữ được cái vùng giá 31 này, nó sẽ rớt qua rất là nhanh. Thì bây giờ đang chờ đợi những cái vùng giá phía dưới 29, 29.4 này để xem là nó có giữ được hay không. Nếu như giữ được thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua sau anh chị ha. Còn không giữ được là phải bỏ. Những cái này là phải cập nhật trong phiên nhá. Và nếu như anh chị nào mà chưa có người hỗ trợ thì anh chị có thể liên hệ với em để em có thể là cập nhật với anh chị trực tiếp trong phiên các cái tín hiệu mua bán. Thì khi mà đã tham gia rồi anh chị, mình chắc ăn một tí. Mình tham gia hai cổ phiếu cũng được mà ba cổ phiếu cũng được, nhưng mà tham gia ít thôi và chắc chắn. Ví dụ bây giờ anh chị mà tự nhiên anh chị lỗ mất 10% thì có 100 triệu lỗ 10%, vậy bây giờ vốn của mình chỉ còn có 90 triệu. 90 triệu này sau này muốn về bờ, muốn trở lại gốc 100 triệu anh chị sẽ phải lãi 11%. Đấy. Mới lãi 11% thì mới về vốn gốc. Thế nên là việc nhanh vội giao dịch làm gì anh chị? Nó chưa tín hiệu xác nhận, nó chưa cân bằng thì thôi. Còn lại trường hợp mà bắt hoảng loạn, bắt đáy thì nó phải có phiên, nó có ngày, có giờ, chứ không phải là ngày nào cũng bắt đâu anh chị ha. Nên là em rất là mong anh chị đầu tư, ấy. Dù số tiền của anh chị nó có nhàn rỗi một thời gian thì anh chị cũng cố gắng chờ đợi đi. Anh chị thấy một tháng vừa qua người ta chỉ mong là làm sao bây giờ còn nhiều tiền để múc cổ phiếu thôi, chứ còn lúc nào cũng muốn bắt, lúc nào cũng muốn sử dụng hết số tiền của mình thì nó không đúng với cái bản chất của thị trường chứng khoán này anh chị ha. Nói chung là những nhà đầu tư nào mà tham lam ấy thì sẽ mất hết khoản lợi nhuận từ đầu năm đến nay rồi anh chị thấy không ạ? Tăng từ đầu năm đến giờ là được lên một con sóng này, bây giờ quay trở lại là trả lại hết. Thậm chí là bây giờ chúng ta đang kỳ vọng là tạo cái đáy ở đây thì mới gọi là dừng chân ấy, chứ nếu như mà có thêm một cái nhịp rơi nữa thì anh chị hình dung là nó còn khốc liệt hơn như thế nào. Nên là cái con số 95% nhà đầu tư thua lỗ thật là không đùa được anh chị ha. Đấy thì mình cứ chắc chắn thôi, những cái khung giờ quan trọng này em đánh dấu anh chị thấy là buổi chiều là nó trả lời luôn, là nó hút xuống khách sạn đấy, thì ngày mai kịch bản không có gì thay đổi anh chị nhá, là chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ đi ngang được trong đâu đấy là 45 phút đầu phiên sáng, sau đấy là nó sẽ hút lên khách sạn. Đấy, quan trọng là không bị lủng qua cái vùng eo mây mỏng này. Nếu như lủng qua vùng eo mây mỏng này thì anh chị chú ý tải tỷ trọng tài khoản của mình xem là mình có chịu được áp lực không, nếu như nó test nó lủng đáy một lần nữa anh chị ha. Đấy là chia sẻ của em để anh chị có thể chuẩn bị cho mình kế hoạch trong phiên ngày mai. Còn về cổ phiếu nào để mua hay bán anh chị thì đến lúc trong phiên ấy chỉ cần bộ lọc phát này, explore thế là nó sẽ chạy ra, sau đấy là anh em sẽ xem điểm mua nào mua phù hợp, thế là mua anh chị nha, chứ không có phải lo lắng là thiếu cổ phiếu, thiếu cơ hội đâu. Cái điều quan trọng nhất đấy là anh chị đầu tư phải còn nhiều tiền và tự tin, chứ anh chị chỉ cần bắt sai một nhịp thôi là sẽ cứ phải đi xử lý cái cổ phiếu cũ hoài, rất là mệt. Làm những cái vòng mới, vòng nào ra vòng đấy cho nó nhanh nhẹn, an toàn anh chị ha. Đây, ví dụ một số những cổ phiếu nhá. Tự như là hôm vừa rồi là có cho anh chị đầu tư trong nhóm bắt đáy cổ phiếu DPG chẳng hạn, anh chị bắt tại những cái vùng này. Thì bây giờ hàng về thoải mái, anh chị thích chốt lúc nào thì chốt, lợi nhuận đâu đấy cũng được 7-8%. Thì bây giờ với trường hợp ví dụ như anh chị nắm giữ DPG chẳng hạn nha, anh chị cứ đặt cho em một cái chặn lãi lên lên đâu. Nếu như cứ giữ trên vùng giá 35.2 thì tiếp tục nắm giữ. Còn lại thì đây, DPG cũng là một cổ phiếu mà có khách sạn thôi. Em nói chung là em check hết rồi, ngày nào cũng check, nên là khi nào mà có những cái biến gì bất ngờ thì sẽ mới cập nhật tới anh chị đầu tư thôi. Còn lại thì anh chị cứ yên tâm nhé, đã lên tàu thì không cần phải nhấp nhổm. À. Ok anh chị, nó bị lag một tí rồi. Đó thì nếu như anh chị có câu hỏi gì về cổ phiếu hay là muốn nhận thêm các tín hiệu thì anh chị có thể liên hệ với em qua thông tin ở trên màn hình. Khi nào có cái gì mới thì sẽ cập nhật tới anh chị đầu tư nha. DXY. Nào, trong vòng DXY. Uốn tăng lại nhanh ta. Chả anh chị thấy hôm trước giảm này, tăng lại rất là nhanh. Lại quay trở lại những cái mốc 106, 107 rồi. Thì giai đoạn này vì những cái bất ổn chính trị này rồi, bất ổn về dòng tiền nên là chúng ta không thấy được dấu chân của những tay to và cá mập tham gia vào thị trường nhiều đâu anh chị nhá. Nên là mình đã tham gia là phải nhanh nhẹn, phải quyết liệt. Ví dụ như bắt là bắt, còn đã xác định không bắt thì nó hồi phục xanh lên rồi là bỏ. Chứ đừng thấy là hồi phục xanh lên là tiếc tiếc là không đạt đâu anh chị nhá. Cố gắng
giữ được tiền trong những cái giai đoạn thị trường khó khăn này dần dần tới, thì khi vào uptrend thì sẽ có cơ hội nhiều hơn rất là nhiều anh chị ha. Rồi, anh chị theo dõi video thì đây đều là những cái chia sẻ mà em xấu thì em nói xấu, mà đẹp thì em nói đẹp anh chị nha. Chứ anh chị thấy đôi khi anh chị muốn là tăng, đương nhiên là em cũng muốn tăng rồi anh chị, nhưng mà lúc mà nó không tăng được là phải kìm anh chị đầu tư lại, chứ không rồi cứ múc 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 rồi đến lúc là múc được thật thì lại không còn tiền, nó rất là phí. Anh chị ủng hộ cho em một nút like và thả cho em những cái trái tim ở phía dưới anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.